nó đến, anh em nó đến với kênh Điền Co TNT của mình. Hôm nay mình xin hướng dẫn anh em về cái cách lật motor, hay được gọi cái khác là chờ đó anh em ạ. Đây, việc đầu tiên là anh em phải lót giấy cạc tông này ở dưới cái phần mình đặt này, phần mình chờ này anh em. Anh em có thể lót bằng giấy phim trắng cũng được. Ở đây mình lót bằng giấy cạc tông này. Rồi, ví dụ như anh em mà lật anh em quấn bước 13 thì anh em sẽ trừ lại một bước là lật chờ 12 rãnh anh em, và mình sẽ cố định lại bằng dây rút này để khỏi bị bung ra. Đây là mình quấn 5 bước, mình sẽ lót giấy 3 2 3 nha anh em. Chứ hình anh em mà lót 5 thì nó rất là dễ bị đụng dây với nhau. Lót này nó kỹ hơn nè, rút lại cố định bằng dây rút này. Rồi và cái tép cuối cùng mình sẽ cố định bằng cái giấy luôn. Anh em có thể bằng cái giấy phim cũng được, để khi mình đập mình gõ nó không bị cắn vào này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào tiếp sau cái này nha anh em. Nha anh em nhớ là mà, ví dụ như anh em quấn bước 13 thì sẽ chừa lại 12 rảnh. Nhiều bước 12 thì 11 cứ trừ 1 rảnh là được nha anh em. Rồi. Cảm ơn anh em đã đến với kênh của mình. Chào anh em.